365 ngày cùng các thánh học trường Giêsu. Ngày 55. Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 42. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Lời Thánh Teresa Calcutta. Tôi chỉ yêu cầu bạn một điều là hãy kiên trì cho đi không mỏi mệt, nhưng đừng cho những của dư thừa. Bạn hãy cho đến mức đau khổ và bị tổn thương. Học với Chúa Giêsu. Nhìn lên thập giá, ta sẽ hiểu được ý nghĩa của hai từ cho đi mà Chúa muốn dạy chúng ta trong bài học hôm nay. Cho đi tất cả và không giữ lại gì cho riêng mình là tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho loài người. Cho đi một cách nhưng không, cho đi vô điều kiện, cho đi đến nỗi thương tích đầy mình và cuối cùng là hy sinh chính mạng sống mình vì người mình yêu. Thầy Giêsu đã yêu chúng ta như thế đó. Thánh Teresa Calcutta đã nghe lời dạy của thầy mình, đã không ngoảnh mặt đi khi những người cùng khốn, nghèo đói kêu xin. Thánh nhân đã đáp lời, đã cho đi cả cuộc đời của mình để chăm sóc và yêu thương họ. Tôi có thể cho đi điều gì? Có rất nhiều điều chúng ta có thể cho đi. Cho đi tiền của, cho đi thời gian, cho đi sự quan tâm chăm sóc, một nụ cười, một ánh mắt hay một lời nói ủi an. Trước mặt Chúa, cho nhiều hay ít không quan trọng, nhưng là cho đi tất cả với trái tim yêu thương. Thánh Teresa Calcutta khuyên chúng ta đừng cho đi những của dư thừa, nhưng là cho đi đến mức đau khổ và tổn thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và ban cho chúng con biết bao hồng ân, dù chúng con chẳng xứng đáng. Dù nhiều lần chúng con đã làm cho trái tim Chúa rỉ máu. Chúa ơi, xin giúp chúng con biết tập cho đi như Chúa và Thánh Teresa Calcutta từ giây phút này. Dù yêu thương và cho đi đôi lúc làm cho trái tim đau nhói vì phải cắt bỏ đi sự ích kỷ và cái tôi của mình. Cho đi có lúc sẽ làm cho chúng con bị tổn thương vì sự vô ơn, bội phản. Nhưng xin cho chúng con kiên trì cho đi không tính toán, không nghĩ lại, vì tất cả những gì chúng con có đều do Chúa ban cho một cách nhưng không. Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy tốt lành, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Teresa Calcutta, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Hồn sống trong ngày hôm nay mời bạn hãy nắm bắt những cơ hội cho đi mà Chúa gửi đến với bạn. Đó có thể là những người nghèo đói ở một nơi nào đó trên quả địa cầu này mà bạn đọc được ở trên mạng,
hay một người thân quen đang bệnh hoạn, đau khổ, cần được an ủi. Hay thật gần hơn nữa chính là cha mẹ, vợ chồng, con cái của bạn đang cần bạn dành thời gian chăm sóc họ. Cuối ngày làm phút hồi tâm, mời bạn ở lại với Chúa và cảm nghiệm hạnh phúc. Cho đi là nhận lãnh, bạn nhé. Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con thêm một ngày mới để tri ân. Tri ân tình Chúa đã yêu con rất nhiều, nâng niu giữ gìn như mẹ hiền chăm con. Tri ân ngày nắng ấm bình yên, tri ân ngày sóng gió. Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, có thêm một ngày mới để yêu thương. Yêu thương cuộc sống dẫu bộn bề vất vả, yêu thương mọi người xa lạ và thân quen. Yêu thương như Chúa đã yêu con, yêu thương cả người xúc phạm con. Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con thêm một ngày mới để sửa sang. Khiêm nhu xin lỗi, hối hận tạ tội, gắng sống ngày lành không phụ tình Chúa thương. Chia tay ngày sống cũ sâu thương, vươn lên nhờ Chúa sống đẹp hơn. Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con thêm một ngày mới để cho đi. Quan tâm an ủi đã nâng người khốn cùng, chăm lo bạn nghèo qua phố cô nhi. Cho đi như Chúa đã cho đi, cho đi không tính toán so đo. Ngày từng ngày có Chúa, con sống thân tình cùng đời. Đời con sẽ nên lời cảm tạ ngợi ca tình Chúa. Đời nguyện làm ngôn sứ, loan báo tin mừng qua trời. Bằng cách sống chân thành, tràn hòa sẽ chia yêu thương. Yêu thương, yêu thương.